Xin chào các bạn, CB là một cái thiết bị điện không thể thiếu trong gia đình của chúng ta Và cái công dụng của nó thì hầu hết mọi người cũng đã biết được rồi Đó là nó dùng để bảo vệ cho các cái thiết bị điện của chúng ta Tránh trường hợp mà nó bị chập cháy Tuy nhiên có nhiều gia đình khi mà chúng ta đang dùng, dùng được một lúc thì CB nó lại ngắt Và chúng ta ra chúng ta bật lại và dùng được một lúc nó lại ngắt và chúng ta nghĩ rằng cái CB này là nó đang bị hỏng, nó đang bị lỗi. Và chúng ta ra ngoài cửa hàng chúng ta mua một cái CB giống y hệt cái CB cũ. Tuy nhiên khi mà về chúng ta sử dụng thì được một lúc nó lại tự ngắt. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái nguyên nhân do đâu cái CB nó hay bị ngắt và đồng thời mình cũng sẽ chia sẻ cho các bạn cách tính toán chọn lựa một cái CB tốt nhất phù hợp nhất cho gia đình các bạn. Thì các bạn để ý này, trên tất cả các CB nó đều có cái ghi dòng định mức. Ví dụ như con CB này nó ghi là C50 thì là dòng định mức của nó là 50A, có nghĩa là khi mà quá 50A thì lập tức cái CB này nó sẽ nhảy, nó ngắt điện hoặc là con CB một cực này thì nó ghi là C6 này thì là chịu được 6A nếu như mà quá 6A thì nó cũng ngắt nó sẽ nhảy Do đó cái việc mà CB nó hay nhảy là do gia đình chúng ta đang dùng tất cả các tải nó quá công suất so với cái CB này Và khi mà nó quá công suất thì là nó nhảy Nhưng đại đa số mọi người hay mắc phải cái sai lầm Đó là hầu hết chúng ta không biết tính toán chọn lựa cái CB với cái dòng định mức bao nhiêu là phù hợp cho gia đình của chúng ta Dẫn đến là chúng ta ra ngoài quán ấy chúng ta mua cái CB dòng nó nhỏ hơn so với các cái tải của chúng ta và nó hay nhảy Hoặc nếu như mà chúng ta mua một cái dòng nó quá lớn so với tải của chúng ta thì nó mất tác dụng bảo vệ nếu như mà có chập cháy xảy ra thì CB không nhảy mà có khi dây điện trong gia đình của chúng ta đã cháy hết rồi cháy cả nhà luôn rồi để tính toán cái dòng định mức của CB thì các bạn áp dụng theo công thức sau Y sẽ bằng P chia U nhân cốt phi đây là cái công thức trong đó Y chính là dòng điện P là công suất của tải Công suất của tải các bạn có thể xem ở trên tem mark của các cái thiết bị điện nhé. Nó ký hiệu là Watt hoặc là kilowatt U là điện áp và thông thường nó là 220V, sắp chỉ 220V. Đây là cái điện lưới chúng ta hay dùng. Cốt phi. Cốt phi ở đây nó là cái hệ số công suất. Và cái giá trị của cốt phi nó sẽ từ 0 cho tới 1 và ngành điện quy định rằng cốt phi là nó phải từ 0,8 cho tới 1 có nghĩa là thấp nhất thì cái giá trị của nó phải bằng 0,8 còn tốt nhất thì là bằng 1 nếu như mà để cốt phi dưới 0,8 thì những người mà sử dụng điện ấy là có thể bị phạt tiền và bây giờ mình sẽ chọn là cốt phi bằng 0,8 để mình tính toán thì như vậy là công thức của nó sẽ như sau y sẽ bằng p chia cho u nhân 0,8 và bằng P chia cho 220 nhân 0,8 sẽ bằng P chia cho 176. Đấy, suy ra này, Y bằng P chia cho 176. Đây là cái công thức của chúng ta nhé. Và thông thường người ta sẽ chọn Y cao hơn một chút để đảm bảo cái độ an toàn cũng như là nâng cấp các cái thiết bị về sau. Và thông thường người ta sẽ chọn là Y nhân thêm với 1,2 cho tới 1,5. Ở đây mình sẽ chọn là y nhân với 1,2 thì công thức của chúng ta nó sẽ bằng y sẽ bằng p chia cho 176 nhân 1,2 có nghĩa là bằng 1,2 nhân p chia cho 176 rồi bây giờ chúng ta sẽ chốt lại cái công thức như thế này và bây giờ chúng ta muốn tính y thì chỉ, chúng ta chỉ cần xem cái tải tiêu thụ của chúng ta là bao nhiêu thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái ví dụ cụ thể các bạn nhé. Thì các bạn nhớ cái công thức này y bằng 1,2 nhân p chia cho 176. Đây, giả sử như là cái hệ thống điện gia đình của chúng ta nó sẽ gồm có một cái át tổng đây, điện lưới sẽ đi vào. Điện lưới sẽ đi vào đây. Từ cái át tổng này nó sẽ phân ra các nhánh, ví dụ như phân ra các cái phòng hoặc là các cái tầng khác nhau. Giả sử như là đây, cái hệ thống này nó sẽ phân ra ba nhánh, trong đó là một nhánh sẽ dùng cho điện chiếu sáng này, một nhánh là sẽ dùng cho cái điện nguồn cấp cho phòng khách, phòng ngủ các thứ và một nhánh là dùng cho bếp. Thì bây giờ mục tiêu của chúng ta là tính xem là bốn cái CB này thì cái thông số của từng CB là cái dòng định mức của nó là bao nhiêu ampere. Ở đây chúng ta có điện chiếu sáng, tổng công suất của tất cả các cái bóng điện chiếu sáng là 200W. Còn đối với cái ổ cắm ở các cái phòng như phòng khách, phòng ngủ thì chúng ta dự kiến rằng là chúng ví dụ thỉnh thoảng chúng ta ăn lẩu và một nồi lẩu của nó công suất nó khoảng 2.200W mà mình ăn hai nồi đi thì là tổng là 4.400W cộng với khoảng 200W cái các cái quạt các thứ vân vân đấy thì là tổng của nó nó rơi vào khoảng 4.600W thì tùy theo cái thiết bị trong gia đình của chúng ta và chúng ta tính ra tổng công suất nó bao nhiêu rồi đối với cái ở bếp của chúng ta, cái khu vực bếp của chúng ta sẽ dùng một cái bếp từ với cái công suất tổng của nó là 4000W à, uh, cộng với một cái tủ lạnh thì uh, khoảng 70W này và cái lò vi sóng là khoảng 1000W thì tổng là 5070W. Và chúng ta đã có được thông số của tất cả các thiết bị điện ở các cái nhánh này rồi thì bây giờ chúng ta sẽ áp dụng công thức này. Đầu tiên chúng ta sẽ tính xem là cái CB của cái nhánh 1 này là bao nhiêu? Là I1 sẽ bằng 1,2 nhân với 200 P bằng 200 đúng không ạ Chúng ta chia cho 176 Sẽ bằng là 1,36A 1,36A các bạn nhé Và cái ad nó bán trên thị trường Cái loại nhỏ nhất là C6 Thì ở đây mình sẽ chọn là cái C6 Như vậy ad này là sẽ là C6 này Và ad nhánh 1 là sẽ là 6A Rồi Tiếp tục nhánh 2 I2 sẽ bằng 1,2 nhân với 4.600W chia cho 176 bằng 31,36A. Và trên thị trường nó sẽ bán là cái CB C32. Và chúng ta sẽ chọn nhánh 2 là cái CB có cái dòng định mức là 32A. Tương tự I3 sẽ bằng 1,2 nhân với 5.070W chia cho 176 sẽ bằng là 34,56 A và trên thị trường nó bán cây CB là 40 A C40. Như vậy nhánh 3 chúng ta sẽ chọn là 40 A. Như vậy là rõ ràng là với cách tính này các bạn sẽ tính rất chi là nhanh chóng, nhánh 1, nhánh 2, nhánh 3 chúng ta đã có thông số của các cái CB đây rồi. Thì cái CB tổng sẽ bằng ba cái này cộng lại với nhau. Y tổng sẽ bằng 6 này cộng 32 này cộng 40 này là bằng 78A. Và trên thị trường nó bán cái CB là C80A. Và cái CB tổng chúng ta sẽ chọn CB là 80A. Rồi, như vậy là các bạn có thể thấy là chúng ta đã lựa chọn rất chi tiết các cái thông số của CB để đảm bảo cái CB của chúng ta nó bảo vệ được và chúng ta cũng không chọn quá cái dòng của nó. Thì mình khuyên các bạn là đối với CB tổng các bạn chọn cái loại CB có hai cực kiểu như này hoặc là thêm cái tính năng chống dòng dò nữa thì tốt. Còn đối với cái CB test này thì các bạn nên dùng cái loại một cực này cũng được để cho tiết kiệm kinh phí và chúng ta chỉ cần dùng ở dây pha thôi, còn cái dây trung tính thì chúng ta sẽ không cần dùng. Khi mà chúng ta đã tính toán chuẩn như này rồi thì các bạn chỉ cần ra ngoài tiệm chúng ta mua đúng cái thông số như này thì đảm bảo với các bạn là CB nó sẽ không bị nhảy nữa và đồng thời nó sẽ bảo vệ cho các thiết bị điện của chúng ta sẽ không bị chập cháy. Bây giờ nếu như các bạn nào mà không am hiểu lắm về điện thì các bạn chỉ cần nhớ cho mình cái công thức như này. Sau đó là các bạn xem tất cả các cái thông số về công suất của từng thiết bị. Thiết bị nào nó cũng đều in công suất ở trên cái thiết bị đấy. Và chúng ta xem công suất nó bao nhiêu chúng ta sẽ thay cái chữ P bằng cái công suất của thiết bị đấy là chúng ta sẽ tính toán ra nhé. Và khi mà chúng ta tính toán ra thì các bạn sẽ chọn cái dòng nó sẽ lớn hơn. Ví dụ mình tính ra được 31 thì mình sẽ chọn là cái CB32. Và các bạn phải xem trên thị trường ấy nó bán cái CB dòng bao nhiêu thì các bạn có thể là tra trên trên mạng nhé. Các hãng CPU nó không làm tất cả các thông số đâu nhá. Nó chỉ là làm các cái thông số tiêu biểu thôi. Ví dụ như là 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 chẳng hạn. Đấy, thì chúng ta sẽ chọn ở cái thông số nó gần tương đương với đấy và lớn hơn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy video hay, hãy chia sẻ video này cho nhiều người cùng biết nhé. Cảm ơn các bạn.